Vâng, Dũng Audi chào ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng về thêm cho anh chị em một cái mẫu xe thông dụng trong tầm phân khúc hạng B. Trong ngày hôm nay thì em có giới thiệu cho anh chị em một chiếc xe màu đỏ rồi. Thì bây giờ em sẽ lên sóng cho anh chị em một chiếc xe màu trắng nữa để cho mọi người có đa dạng về sự lựa chọn hơn. Và đây chính là một chiếc Hyundai Accent sản xuất vào năm 2020, số tự động với dung tích động cơ là 1.4, chạy tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, xe thì siêu đẹp rồi. Order chạy hơn 2 vạn, lốp theo xe còn nguyên cả dàn. Chúng ta có thể là test xe bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào cũng được. Về cái cửa hàng cũng như là gara của Hyundai gần nhất chúng ta test đều được hết nhá. Sau đây thì em sẽ đi vòng quanh xe một vòng để cho anh chị em ngắm tổng thành, form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của Hyundai Accent 2020. Đầu tiên thì em này trang bị cụm đèn bi siêu sáng kết hợp đèn halogen và có giải đường nét định vị ban ngày. Đèn gầm của em này cũng là đèn bi với 4 nan răng đúc, đa chấu kép rất là cứng cáp, xi nhan tích hợp trên gương và tay nắm cửa được ốp mạ chrome tích hợp nút mở cửa thông minh, hay còn gọi là chìa khóa mở cửa thông minh. Còn về phần sơn si thì chúng ta có thể thấy đây, em đang đi một vòng quanh xe đây rồi. Đây là phần sơn si bên phụ, trang bị một lớp sơn màu trắng, sơn si còn bóng loáng luôn. Sơn si còn bóng loáng luôn. Và ở đằng sau xe, đằng sau xe cũng được trang bị camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau, giúp cho mọi người là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn, cũng như là cảnh báo va chạm sớm, giúp chúng ta lùi xe tập trung hơn, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra khi lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp. Đi vòng sang phần thân bên lái để cho quý khách hàng ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng sơn si. Đằng trước, bên phụ, đằng sau, bên lái, sơn si thì quá đẹp rồi. Lốp theo xe của em này vẫn còn nguyên cả dàn nhá. Siêu đẹp, máy số zin, cột kèo keo chỉ zin. Và cam kết luôn với anh chị em là xe không đâm xô va chạm hay là tai nạn ngập nước bằng văn bản pháp lý đàng hoàng, có cả dấu đỏ của công ty. Có cả dấu đỏ của công ty luôn nhá. Và với giá thành là 495 triệu đồng vẫn còn có thể thương lượng thêm nếu mà anh chị em nào, quý anh chị em nào thích chiếc xe này. Gọi điện trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Hoặc mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lăng Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng mà cái mẫu xe này mang lại cho quý anh chị em. Đấy, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Và với những anh chị em ở xa này thì bên em có ship xe cũng như là hỗ trợ trả góp trên mọi miền tổ quốc, nên anh chị em cứ yên tâm nếu đã thích xe rồi. Bây giờ em bắt đầu đi vào bên trong phần nội thất của xe. Nội thất bên trong của xe với ghế da màu kem, và bên ngoài là phối một lớp màu đen nữa, viền ngoài là da màu đen, còn bên trong là da màu kem. Ghế da còn căng mọng luôn, cực kỳ là căng mọng, gọn gàng sạch sẽ. Xe chạy chưa đến 3 vạn, xe chạy chưa đến 3 vạn nhá, có 2 vạn 9 thôi. Chạy cũng rất là ít, mà từ đời 2020 cũng hơn 2 năm rồi, 2020-21, bây giờ là 22, khoảng hơn 25 một chút. Cửa gió điều hòa phía sau thì em này cũng đã được trang bị rồi. Và trần nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, có trần nỉ nguyên bản theo xe luôn đây. Ok chưa? Đấy, táp ly táp lô này. Táp ly táp lô thì cực đẹp nhá. Đây là cánh sau bên phụ, à bên lái này, và cánh trước bên lái đây. Táp ly táp lô không một vết xước. Em này trang bị những cái công nghệ hiện đại như là hệ thống gương kính chỉnh điện, có luôn cả cục điện. Đây, có luôn cục điện này. Hệ thống gương kính chỉnh điện và có luôn cả cục điện. Cân bằng điện tử, chống trượt và chống bó cứng phanh an toàn. Vô lăng thì có đàm thoại rảnh tay. Này, có đàm thoại rảnh tay trên vô lăng. Và hệ thống túi khí được trang bị 2 túi khí an toàn trên khoang lái. Ngoài ra thì em này còn trang bị là màn hình giải trí này. Đấy, trên cái màn hình giải trí này có chức năng nghe radio này, chuyển Google Maps. Google Maps này thì bắt từ vệ tinh nhá. Bản đồ vệ tinh nhá, nó rất là chuẩn xác luôn. Chuẩn xác từng con đường một, bản đồ vệ tinh. Và đèn nổ thông minh startup này. Đấy, đèn nổ thông minh startup có luôn rồi. Điều hòa hai vùng nóng lạnh. À, với cái bản đồ vệ tinh này chúng ta mà biết dùng cả Google Maps nữa, kết hợp hai cái này vào thì chúng ta đi đường rất là khó, có thể là bị lạc đường. Đôi khi là dùng đọc Google Maps ấy, Google nó chỉ đôi khi là cũng lệch lạc đường, không rõ đường. Nhưng khi mà xác định cả bản đồ vệ tinh cũng như là kết hợp với Google Maps, chúng ta xem thì nó sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều. Thứ nhất là Google Maps thì chúng ta sẽ, nó sẽ chỉ dẫn đường đi chúng ta. Và thứ hai, bản đồ vệ tinh nó sẽ biết luôn là cái cung đường nó chạy đến đâu và đường tên gì là nó sẽ hiện ra hết, chúng ta sẽ nhìn nó dễ dàng hơn khi mà kết hợp được cả Google Maps lẫn cái bản đồ vệ tinh kia. Đấy là về trang thiết bị công nghệ option. Còn bây giờ thì em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe.
Ở đây là phần chỉ này, phần cánh trước bên lái nhá. Bao giờ cũng bắt đầu từ phần cánh trước bên lái. Đấy, chỉ nó không mất một phần chỉ nào. Xe siêu đẹp luôn, cam kết cho anh chị em, đảm bảo về mặt chất lượng. Còn về mặt ốc dầm cửa thì nó còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian nhá, nguyên lớp bụi màu theo thời gian và cái rác điện đỏ đỏ kìa. À, rác điện màu sơn vàng kia vẫn còn nguyên nhá. Nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian đây. Ok chưa? Và bên đây thì em sẽ mở luôn phần động cơ. Ở đây thì các bác nhìn này. Đấy, con bu lông bản lề này. Đẹp gắt luôn. Bản lề trên, bản lề dưới chưa có hiện tượng tháo dỡ hay là thay thế nhá. Chưa có hiện tượng tháo dỡ hay thay thế gì ở cái bản lề để gắn cái cánh đằng sau bên lái này. Được chưa? Xuống luôn cánh đằng sau bên lái. Đấy, cái phần bản lề ở cánh đằng sau bên lái em quay rồi nhá. Bây giờ thì em sẽ quay đến phần chỉ. Đây chính là chỉ. Chỉ cốp này. Đấy, chỉ cốp đây nhá. Chỉ cốp đẹp căng rồi. Và cái phần rằng cửa bản lề em quay rồi, em quay cho các bác cái rằng cửa này. Đấy, rằng cửa màu sơn đi nhá. Ý, màu sơn vẫn còn nguyên zin. Và bật cái cốp sau lên. Bật cái cốp sau lên thì chúng ta nhìn này. Đấy, ở trong này này. Nó rộng rãi thoải mái nhá. Sedan phân khúc hạng B rất là rộng rãi thoải mái. Còn về form dáng thì ở đây nó không có hiện tượng là lệch lạc về form hay là lệch lạc về dáng này. Đấy, được chưa? Đấy, không có hiện tượng lệch lạc về form hay là lệch lạc về dáng. Đây là bên lái rồi. Thì em chuyển sang cái máng nước bên phụ thì tương tự. Không có hiện tượng lệch lạc về form là về dáng nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Rất là đẹp. Thế cái dữ liệu thứ 3 nữa là phần chỉ trong. Đấy, chỉ trong đây này. Đẹp nét căng luôn, được chưa? Phần chỉ trong nhá. Đẹp nét căng luôn. Siêu đẹp. Căng đét rồi. Lốp sô cua này, bắt đầu xuống lốp sô cua đây. Gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc đầy đủ, kích khẩu rồi tay vặn đầy đủ hết nhá. Đấy. Rất là gọn gàng sạch sẽ, không hiện tượng móp méo. Móp méo hay là cong vênh biến dạng gì ở cái phần lốp sô cua này, hốc lốp sô cua này. Được chưa? Rất đẹp rồi. Bây giờ thì em sẽ xuống phần sassi khung gầm. Sassi khung gầm đây. Đây các bác nhìn này. Thanh rằng thanh giếc không có hiện tượng han dỉnh mối mọt hay là cái vết hàn cắt gam nối nhá. Rất đẹp đây, ok chưa? Rất là đẹp. Ngon lành cả nhà. Em di chuyển sang phần thân bên phụ này. Di chuyển sang phần thân bên phụ này. Ở đây là phần chỉ này. Đấy, chỉ đây. Được chưa? Phần chỉ ở đây thì còn nguyên zin đây nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản đây rồi. Được chưa? Và quay đến cái phần ốc rằng cửa này. Đấy, màu sơn đây nhá. Màu sơn nó vẫn còn nguyên. Đấy, ốc rằng cửa màu sơn nó vẫn còn nguyên. Được chưa? Lên cái phần di chuyển lên cái phần cánh đằng trước bên phụ thì tương tự ở đây là cái phần chỉ đây. Tương tự ở đây là cái phần chỉ. Đấy, phần chỉ nó cũng thẳng tắp đây nhá. Thẳng tút thẳng tắp đây. Được chưa? Chúng ta nhìn thấy chưa? Được chưa? Ở đây thì sẽ nhìn về cái phần đây. Đấy, bản lề trên này. Cũng như là bản lề dưới này. Đấy nhá. Nó đẹp nét căng rồi nhá. Đẹp nét căng luôn. Đến cái phần ốc rằng cửa thì ở đây nó còn nguyên cái màu sơn nhá. Nguyên màu sơn. Đó là về mặt chất lượng này. Bên lái này, đằng sau này, bên phụ này. Bây giờ thì sẽ vào bên trong phần khoang động cơ. Tổng quát luôn về mẫu xe cho chúng ta. Cái khoang động cơ thì nó quá đẹp rồi. Khô ráo này, không có hiện tượng là chảy dầu hay là chảy mỡ nhá. Khô ròng luôn. Không có cái hiện tượng gọi là chảy dầu hay là chảy mỡ. Và chúng ta có thể để ý ở đây là ốc trên máy này. Nó còn nguyên màu sơn nhá. Đấy, ốc trên máy nó còn nguyên màu sơn. Được chưa? Đây đây này. Đấy, tất cả những chi tiết nhỏ nhỏ này nó cũng đều còn nguyên màu sơn hết.
Như vậy là máy móc các thứ này, keo kiếc này, máy số còn nguyên zin rồi nhá. Máy số còn nguyên zin, hộp số, động cơ, hộp số các thứ này cũng còn nguyên zin nguyên bản luôn. Ok chưa? Để em quay lên cái phần đây này, những cái chi tiết nhỏ nhỏ thêm nữa là những cái chi tiết nhỏ nhỏ cho các bác xem này. Cút nước này, nắp két nước này, rồi cái cực của động cơ này, cực của bình ắc quy này, cái ly lông trước ốc này, đây này, rồi hộp cầu chì này, các thứ là đẹp chưa? Và ở đây các bác nhìn cái ốc cabo này, ốc cabo chưa có hiện tượng mở ốc nha, chưa có hiện tượng mở ốc. Và phần chỉ, phần chỉ mọi người nhìn này. Đó, nhìn này nhá. Đây ốc cabo đây. Được chưa? Nguyên zin chưa? Đấy, nguyên zin nguyên bản nhá. Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em một chiếc Hyundai Accent sản xuất vào năm 2020. Số tự động với dung tích động cơ là 1.4, một mẫu xe sedan phân khúc hạng B, chạy rất là lành và tiết kiệm nhiên liệu. Giá bán cho em này là 495 triệu. Nếu anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp 0855 966 966 để thương lượng giá cả. Và bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.